Thanh Thi Vlog xin kính chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các anh chị các bạn cách làm măng tre hầm vịt nha các bạn. Đây là mình chuẩn bị vịt và măng tre. Ở đây là măng tre này, măng tre mặn tông nha các bạn. Mình chuẩn bị một cái măng tre này là 1,4 kg các bạn. Mà măng tre này người ta mới bứng vào nó rất là ngon các bạn. Khi mua các bạn lựa măng mới thì nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Và ở đây mình chuẩn bị vài tép tỏi. Và ở đây là vịt. Vịt thì mình sử dụng đầu lòng vịt với lại cánh với đầu giò với lại 1/4 con vịt nha. Rồi bây giờ mời các anh chị và các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Mình đi rửa vịt lại cho nó sạch nha các bạn. Mình đã rửa rồi, bây giờ mình sẽ lấy muối mình rửa lại cho nó bớt cái mùi tanh của vịt đó các bạn. Tiếp theo mình sẽ đi làm cái măng tre nha các bạn. Mình tách sạch cái vỏ bên ngoài nó ra nha các bạn. Chúng ta sẽ cắt cái phần cứng cứng nó già nó cắt bỏ nha các bạn. Và mình cho vào thau nước 1 muỗng muối nha các bạn. Măng tre này mình không có luộc mà mình sắt cái măng tre mình ngâm với muối nha các bạn. Đối với măng này mình sắc cho mỏng, cái này phần đầu này nó hơi to, mình xẻ nó ra một tí các bạn. Khi sắc măng thì các bạn để cái măng nằm ngang, các bạn sắc theo chiều ngang nha các bạn. Sắc chiều ngang mình ăn nó không có bị dai các bạn ơi. Đây mình sắc mỏng như vậy nè, rồi mình ngâm với nước muối các bạn. Các bạn có thể sắc miếng theo ý thích của mình nha. Ở đây mình sắc miếng nhỏ nhỏ như vậy, mỏng mỏng. Khi mình ngâm với nước muối mình nấu nó không có bị đắng các bạn. Và mình đã sắc xong rồi nè, mình ngâm nước muối khoảng 5-10 phút rồi các bạn.
Rồi giờ mình ngâm được 10 phút, bây giờ mình vớt ra mình rửa sạch lại với nước lạnh là được nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ đi ốp cái phần thịt vịt này nha các bạn. Mình cho vào đây 3 muỗng hạt nêm nha các bạn. Hai muỗng bột ngọt. Một muỗng canh đường. Một muỗng tây muối. Và sau đó mình sẽ trộn đều lên. Mình để khoảng 10 phút nha các bạn. Cho thịt nó thấm gia vị nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thắng mở tỏi, mình phi tỏi cho vàng, mình sẽ xào cái phần thịt này các bạn. Tỏi mình đã vàng, bây giờ mình để thịt vào mình xào cho nó săn lên nha các bạn. Thịt nó săn rồi, bây giờ mình đổ nước vào, mình đậy nắp lại các bạn. Mình nấu khoảng 10 phút rồi các bạn. Thịt ta đã sôi, mình vớt bọt nha các bạn. Thịt mình nấu được 10 phút, giờ mình sẽ để măng tre vào nữa các bạn. Rồi sau đó mình nấu thêm khoảng 5 phút nữa là nó chín rồi nha các bạn.
Và các bạn ơi, đây là món măng hầm vịt của mình đã xong rồi các bạn. Và video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Các anh chị các bạn xem video, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các anh chị các bạn. Giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong video sau.